Chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Bảy Thanh Hung Giản, tác giả Vĩ Ngư, quyển 1, con rối dây câu, chương 9. Ú rũ trở lại biệt uyển, đã là hơn nửa đêm. Mộc Đại lười về phòng, lết đến salon trong sảnh chính nằm vật xuống, dán mắt lên chiếc đèn treo trên trần nhà, ngây người. Phong cách phục cổ của biệt uyển thật sự không phải là bày vẽ lấy lệ. Đèn treo có hình một con khỉ bằng đồng được thiết kế theo kiểu khung đỡ, nhìn như một con khỉ đồng treo ngược, đuôi cong thành móc câu, trên đỉnh móc câu là bóng đèn. Đáng tiếc lại vẫn là đèn điện hiện đại trá hình. Nếu thực sự muốn làm thành kiểu cổ đại, trên đuôi đặt một cây nến, ban đêm ánh lửa đông đưa, như vậy sẽ đem lại cảm giác chuẩn cổ hơn nhiều. Cũng không biết bao lâu sau, có người đi qua salon đối diện ngồi xuống, cười với cô, nhóc con, sao trông uể oải thế, là Vạn Phong Hỏa. Mộc Đài ủ rũ ngửa đầu nằm yên bất động, nói, cháu đang tức giận. Vạn Phong Hỏa cười ha hả, trông giống một quả bóng tức giận đến mức xì hơi luôn rồi đấy. Câu này rất chuẩn xác, mọi chuyện đều không thể thái quá, cô chính là đang tức giận thái quá mà bị thất thoát hết khí lực đây. Cô lấy lại tinh thần nói với Vạn Phong Hỏa, sao chú còn chưa đi nghỉ vậy, vừa mới đi tiễn Lý Thản. Mộc Đài bất ngờ, ông ấy đi rồi, cũng phải. Đến đây đâu phải để du lịch, nếu chuyện không có tiến triển gì thì chẳng phải nên giải tán ai về nhà nấy sao. Tuy rằng cô không cam lòng chịu thua la nhận, nhưng ai mà hăng hái thế được chứ. Vốn cũng chẳng phải người biết rõ nội tình, ai hơi đâu vất vưởng ở cái nơi xa lạ này làm gì. Trong lòng Mộc Đại dậy lên một nỗi buồn vô cớ, cô ngồi dậy, mai cháu cũng về đây. Sáng sớm hôm sau, Mộc Đại thu dọn hành lý, gọi taxi đến sân bay. Xe mới đi được một đoạn, đang đổ lại chờ đèn đỏ trên đường nhân dân. Mộc Đại kéo cửa kính xuống, rảnh rỗi ngắm cảnh bên ngoài. Phía đối diện chợt có người vẫy tay với cô, này, em gái Mộc Đại, là Tào Nghiêm Hoa, chỗ này thuộc khu quản lý của gã, có lẽ là đang đi tuần loanh quanh. Mộc Đại vẫy tay đáp lại gã một cái, vốn ý là bảo gã cứ đứng đấy, ai ngờ gã lại chạy vượt ngang sang, cả một đoạn đường tránh trái né phải bị các xe bên cạnh mắng tới tấp. Tới trước mặt cô, gã hớn hở gác cùi chỏ lên cửa sổ xe, ôi, em Mộc Đại, đi chơi à? Đi Tam Hiệp hay Từ Khí Khẩu thế? Về nhà, Tào Nghiêm Hoa sững người 5 giây mới tiêu hóa được thế nào là về nhà. Nhất thời phát hoảng, sao chưa đâu đã về vậy em gái, em mới đến có vài ngày thôi mà. Khinh thường trùng khánh chỗ anh à, sao đi mà không chào câu nào thế, quá mất lòng nhau rồi, anh còn chưa kịp mời em ăn bữa cơm nữa phía trước đã chuyển sang đèn xanh, tài xế không nhịn được đuổi Tào Nghiêm Hoa, tránh ra, đèn xanh rồi. Mộc Đại cười ấy nấy xin lỗi Tào Nghiêm Hoa, ai ngờ cô đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của gã. Gã không cam lòng chạy theo xe hai bước, chợt mở cửa xe vọt vào trong. Hành động nguy hiểm như vậy, sắc mặt tài xế khó coi cực kỳ. Tào Nghiêm Hoa làm như không thấy, thuận tiện quá, anh cũng đang rảnh, để anh tiễn em. Mộc Đài cảm thấy gã vẫn còn chuyện chính phía sau. Quả nhiên, sau khi thêm WeChat của cô và lãm nhảm tỏ ý muốn đến Vân Nam chơi xong, gã bỗng thần thần bí bí thấp giọng, em Mộc Đài này, em học võ của ai thế? Mộc Đài liếc gã, sao vậy? Anh cũng rất muốn học chứ sao, kỹ năng này của em đối với bọn anh rất cần thiết đó. Anh lên mạng xem thử, hiện giờ toàn mở lớp thái cực quyền gì gì đấy, chỉ dành cho mấy ông bà già tập dưỡng sinh thôi, không thực dụng chút nào. Em Mộc Đài này, em có sư phụ dạy riêng à? Ừ, trong lòng Tào Nghiêm Hoa hỉ hả, em Mộc Đài, à không, chị Mộc Đài, chị xem, chị có định nhận sư đệ gì không? Yêu cầu này bày tỏ cũng đến là uyển chuyển. Mộc Đại một câu chặt đứt mong muốn của gã, không có cửa đâu, đừng hòng. Tào Nghiêm Hoa chưa từ bỏ ý định, lẽ nào sư phụ chị chỉ nhận mỗi một đồ đệ là chị thôi sao? Không phải, trước đó còn một người nữa. Mộc Đại cười hì hì nhìn gã, tên đồ đệ trước đó lòng dạ bất chính, học võ xong thì không đi đường ngay, lại làm trộm cắp. Sau khi sư phụ tôi biết được đã chặt luôn một chân của Hàng Trọng lúc nói chuyện, tay cô chậm rãi đặt lên đầu gối Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa nghe đến hồi hộp, cũng không để ý. Ai ngờ nói đến câu cuối cùng, cô chợt bóp chặt lấy đầu gối gã bẻ sang một bên. Tào Nghiêm Hoa sợ đến mức cứ tưởng rằng chân mình cũng bị cô vặn gãy rồi, hét trầm lên như sắp toi mạng tới nơi, làm tài xế giật bắn mình. Thân xe thoáng đảo một cái trên đường, Mộc Đại ung dung rụt tay lại, rất thành khẩn nói, anh dai mập này, không phải tôi coi thường sự nghiệp đời anh đâu, nhưng sư phụ tôi ghét nhất là trộm cướp. Nếu ông ấy biết anh đã từng nhúng chàm thế này, hừ hư. Tào Nghiêm Hoa bị hai tiếng hừ lạnh của cô làm cho rợn hết cả tóc gáy, cuối cùng ý nghĩ học võ hoàn toàn bay biến mất khỏi đầu. Có điều, gã làm người vẫn tương đối hiền lành, cũng không vì chuyện này mà lạnh mặt, sau khi đến sân bay còn tiễn Mộc Đại đến tận cửa an ninh.
còn một lúc nữa mới đến giờ cất cánh. Mộc Đại dạo qua mấy cửa hàng trong sân bay, đang nghĩ xem có nên mua ít đặc sản trùng khánh về cho dì Hồng không. Phía sau chợt có người gọi, quay lại nhìn là Lý Thản, cũng coi như là gặp được người quen. Mộc Đại vui vẻ, không phải tối qua bác đã đi rồi sao? Lý Thản cười cười, hôm qua không biết nên đụng phải bữa diễn tập quản lý giao thông của bên hàng không, đành đổi sang hôm nay. Giờ bay của Lý Thản cũng chưa đến, hai người bèn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Trọng tâm câu chuyện quanh đi quẩn lại vẫn là về vụ Hồ Lạc Mã. Lý Thản không hào hứng lắm, chắc là chuyến đi trùng khánh lần này đã khiến ông ta phải thất vọng khá nhiều. Mộc Đại không hề cảm thấy tin tức Sầm Xuân Kiều cung cấp là giả. Vậy nhưng lời Lý Thản nói cũng có lý, song phương bên nào cũng cho là mình đúng, người bên ngoài khó mà đoán định được. Cô đề nghị Lý Thản, nếu bác quả thật đã từng đụng độ với hung thủ, hẳn là nên nói với chú Vạn. Bên chú ấy nhiều người lắm mối, có thể giúp bác cùng đi tìm. Chuyến này tôi cũng đã nói riêng cho ông ta biết, nhưng mà Lý Thản cau mày, ông ta lại bảo là tình hình phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Họ Vạn đề nghị tôi tìm một nhà thôi miên, sao giờ lại còn dính đến cả thôi miên nữa vậy? Mộc Đại mù mịt. Lý Thản giải thích cho cô, nhưng không nói cặn kẽ. Lúc đó nói thật thì, đúng lúc tôi đánh tới, người kia đã định chạy trốn. Tôi với hắn đánh nhau, hắn còn đeo khẩu trang. Sau đó đột nhiên có người đánh lên óc tôi, thế là Mộc Đại kinh ngạc, bọn chúng có hai người. Lý Thản thở dài, trước đây tôi cũng cho là chỉ có một người. Ông ta lấy từ túi ngực ra một bao thuốc lá, rút một điếu kẹp trong tay, có lẽ vì ngại đang ở trong sân bay nên hơi do dự, bởi chuyện này xảy ra vào 2 năm trước, so với 5 năm của Sầm Xuân Kiều thì rất không hợp lý, nên có thể chắc chắn được lời con mụ ấy không đáng tin. Nhưng hai người mà tôi gặp, tôi thật sự không có ấn tượng gì đặc biệt, tuy lúc ngã xuống tôi vẫn còn tỉnh, nhưng cũng đã mơ màng, huống chi một trong hai tên còn đeo khẩu trang. Mộc Đại đã hiểu dụng ý của việc tìm nhà thôi miên, hẳn là sẽ có ích, cháu nghe nói các nhà thôi miên rất tài ba, có thể đưa tiềm thức của một người quay trở lại hiện trường lúc đó, giống như xem lại cảnh tái hiện vậy. Thậm chí còn có thể dẫn dắt người ta vẽ ra khuôn mặt trước mắt nữa. Bác có giỏi vẽ không? Lý Thản cười rộ lên, cũng tạm. Lúc còn trẻ, tôi rất thích vẽ vời linh tinh, dùng bút mực vẽ cũng khá được, còn từng vẽ Á Thanh nứa nổi đến đây. Ông ta chợt ngừng bặt, cúi đầu xuống hồi lâu, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy điếu thuốc trong tay, đầu lọc điếu thuốc bị bóp bẹp. Lòng Mộc Đại cũng nhiễm chút buồn lây. Lý Thản đã có tuổi, mái đầu lẫn không ít sợi tóc bạc, ai mà tưởng tượng được năm đó ông ta sự nghiệp đang tấn tới ra sao, ít nhất cũng là có nghề nghiệp ổn định, hoàn toàn có thể hy vọng đến một gia đình hạnh phúc. Ngờ đâu Lý Á Thanh lại xảy ra chuyện. Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Mộc Đại buộc miệng thốt ra một câu hỏi, vợ chồng nhà giáo họ Lý đó, họ chỉ có một đứa con gái là Lý Á Thanh thôi sao? Lý Thản nói, cũng không thể nói vậy, tôi nghe nói, lúc Lý Á Thanh chào đời, thực ra là một ca sinh đôi. Nghe ông ta thoải mái đáp lời, Mộc Đại nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời không nói nên lời. Chuyện sinh đôi này vốn chỉ là giả thiết cô nghĩ ra, dù tự biết là có khả năng hoàn toàn chính xác, nhưng khi nghe người khác dứt khoát khẳng định, vẫn cảm thấy có sự khác biệt. Người còn lại cô có biết thời đó không? Hai vợ chồng nhà giáo Lý là thanh niên trí thức trở lại thành phố, trước đây sinh được hai cô con gái, phải cho một đứa đi, về sau cuộc sống tốt hơn. Vẫn luôn nghĩ cách tìm về, nhưng không tìm được. À, cô gái, có phải đến giờ cất cánh của cô rồi không? Mộc Đại hồi thần lại, Lý Thản đang chỉ lên thông báo chuyến bay trên bảng điện tử cách đó không xa. Mộc Đại đối chiếu lại với vé máy bay của mình, đúng rồi, là chuyến của cháu. Đầu óc cô hơi loạn, đứng dậy đi được vài bước, lại vòng ngược về. À, chúng ta trao đổi cách thức liên lạc đi. Lý Thản gật đầu, tôi hiểu, có tiến triển nào mới, tôi sẽ báo với cô. Hai người tìm dù sao cũng tốt hơn một người. Hai ngày nay, một Vạn Ba vô cùng cần mẫn và dốc sức, chú Trương nhìn không nổi, khinh bỉ hắn, cô chủ nhỏ vừa về một cái, cậu cứ như biến thành người khác ấy nhỉ. Một Vạn Ba nói, có thể không thay đổi được sao, ai mà chẳng sợ bị đánh. Huống chi, hai ngày trước Hoắc Tử Hồng có nói với hắn, lần này Mộc Đại trở về sẽ để cô bước đầu tiếp nhận việc quản lý kinh doanh của quán bar. Nếu Mộc Đại tiếp nhận, chuyện đầu tiên nhất định không phải kiểm kê hàng hóa thì cũng là kiểm tra sổ sách. Đến lúc đó, hắn còn có đường sống sao? Chạng vạng hôm đó, Mộc Đại ngồi bên cửa sổ đọc sách. Một Vạn Ba ân cần bưng tách cà phê qua, dùng bọt sữa và sốt sô-cô-la tạo hình chân dung một cô gái trên mặt tách, bài ba nét họa, xúc tích nội hàm, hương thơm nồng đượm. Một Vạn Ba bưng tách đến chỗ cô ngồi, giọng nói không khỏi có chút khoe khoang, chỉ mong Mộc Đại có thể nhận ra mấy ngày nay hắn đã vất vả thế nào. Cô chủ nhỏ,
Cô xem thành quả học tạo hình của tôi mấy ngày hôm nay, nay móc đại không buồn ngẩng đầu, cầm tách lên uống một ngụm, đầu cô gái đã mất nữa, lại dường như ngại nóng, cầm thìa cà phê khuấy khuấy, lòng một vạn ba rắc một tiếng bở nát. Thế nào là trâu gặm mẫu đơn, phong phí của giời chứ, con mụ ác độc. Đêm nay hắn phải lên Tinia làm một bài mới dài một vạn chữ mới được, một đại thấp giọng gọi hắn. Một vạn ba, dạ, có người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nói nhảm, đương nhiên là có người đang nhìn chằm chằm vào cô rồi, tôi đang nhìn chằm chằm vào cô đây. Một vạn ba chỉ hận không thể nhìn chồng chọc khiến đỉnh đầu cô thủng luôn hai cái lỗ, vậy nhưng vẫn phải nén giận nịnh nọt. Cô chủ nhỏ, cô xinh đẹp thế này, có người chằm chằm nhìn cô là chuyện bình thường. Tuy là lời giả tạo, nhưng cũng không hẳn là dối trá. Hơn nữa du khách đến đây qua lại như mắc cưỡi, đối diện bên đường không phải quán bar thì cũng là cửa hàng, còn có rất nhiều người thích chụp ảnh cứ rảnh tay là lại tách tách bấm máy. Có một bài thơ nói rất hay, em đứng trên cầu ngắm phong cảnh rồi em là phong cảnh trong mắt người khác gì đó, hắn chỉ nhớ mang máng, đại loại ý là vậy, không phải. Một vạn ba, cậu cũng đừng để lộ, giả bộ lơ đãng dạo quanh một vòng đi, xem rốt cuộc là ai. Nghe Mộc Đại nói câu này, một vạn ba hốt nhiên căng thẳng, tim nảy thình thình trong lòng ngực. Hắn giả bộ dọn bàn, khóe mắt đánh trái đánh phải, hẳn không phải là khách trong quán. Trong quán ngoài Mộc Đại ra thì chỉ có một cặp tình nhân, hai người này dính lấy nhau như sam, ánh mắt chỉ hận không thể nảy mầm mọc rễ lên người nhau. Vậy chắc là phía đối diện rồi. Đối diện cũng là một quán cà phê, cửa sổ ngăn cách làm bằng kính mờ. Trong góc quán dường như có một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi, nhưng chớp mắt lại không thấy đâu nữa. Điện thoại di động của Mộc Đại để trên bàn chợt rung lên, là tin nhắn của Lý Thản, nội dung là đã thử nhiều lần, hôm nay rốt cuộc cũng có tiến triển, vẽ ra rồi. Tôi chụp ảnh gửi cô ngay đây, ông ta dùng MMS để gửi, hình ảnh tải lên rất chậm. Bức tranh vẽ bằng bút mực, từng nét như dùng dao rạch lên giấy. Trong chớp mắt khi ảnh người đó hiện ra, con ngươi của Mộc Đại chợt thích chặt, đó là La Nhận. Chương 10. Đêm nay, Mộc Đại mất ngủ. 1 giờ sáng, cô đứng dậy khỏi giường, khoác áo xuống tầng, kiểm tra lại một lượt tất cả các cửa sổ, đôi lúc còn giơ tay lên đẩy thử, không tệ. Đều rất kiên cố. Mộc Đại lấy từ quầy ba một chai rượu ngoại và một cái ly đế cao, bước tới bên cửa sổ trong góc quán ngồi xuống. Dù không mở đèn nhưng trong quán cũng không quá tối. Biển hiệu đối diện ở bên kia đường cách quán cô mấy bước bật sáng xuyên đêm, mặt nước dưới dòng kênh loang loáng thứ ánh sáng dịu dịu. Trong lòng kênh, rau hạnh mọc thành từng đám đen kịch dập dờn như những bóng ma. Mộc Đại chậm rãi tự rót rượu cho mình. Cô uống rượu cũng không cầu kỳ gì, không giống như một vạn ba, rượu cứ phải đem pha, thêm vài viên đá, ngâm đá lạnh bao lâu uống mới vừa vặn, từng bước điệu nghệ. Sau khi nhận được tin nhắn của Lý Thản, việc đầu tiên cô làm là gọi lại cho ông ta. Lý Thản nói, chuyện xảy ra ở Tiểu Thương Hà gần Ngân Xuyên, có điều, nếu muốn truy tìm căn nguyên thì còn phải bắt đầu từ Hồ Lạc Mã hơn 2 năm trước. Lý Thản còn nhớ rất rõ, hôm ấy là tròn 20 năm kể từ ngày xảy ra vụ án Hồ Lạc Mã. Mây che kín trời, từng đám tụ lại phía chân trời, những người lớn tuổi đều nói, sợ là sắp đổ tuyết rồi. Sau khi bị đơn vị sa thải, Lý Thản mở một cửa hàng nhỏ, nhưng tâm tư của ông ta cho tới giờ cũng chưa từng đặt vào chuyện làm ăn. Chỉ miễn cưỡng làm kế sinh nhai mà thôi. Hôm đó, ông ta đóng cửa sớm, đi tới tòa nhà cũ nơi Lý Á Thanh từng ở. Đi được nửa đường, tuyết đã bắt đầu rơi. Nhoáng một cái đã 20 năm, tòa nhà cũ bị bỏ hoang, mặt tường xi măng bám đầy bụi bặm. Bức tường xám hiện ra giữa màn tuyết mù mịt bay kín trời, khiến người ta nhìn mà cảm thấy thê lương vô hạn. Lý Thản đến căn hộ nhà Lý Á Thanh. Căn hộ những nhà khác đều đã trống không, chỉ có đồ đạc trong nhà cô vẫn còn nguyên vẹn. Hẳn là do cả nhà đột ngột chết hết, không ai còn để ý đến những đồ vật ngoại thân này. Vết máu trên sàn sớm đã không nhìn ra nữa. Những lỗ hổng do đóng đinh trên tường chi chít dày đặc, hệt như những con mắt đang lom lom dòm ngó gắn trên vách tường. Lý Thản ngồi trong phòng cảm thấy ngột ngạt, bèn ra hành lang định hút thuốc. Vừa mới ngậm điếu thuốc lên môi chuẩn bị châm lửa, từ cầu thang bỗng truyền đến tiếng bước chân. Ma xui quỷ khiến thế nào, Lý Thản lại tránh sang căn hộ cách vách. Mở hé cửa nhìn ra ngoài, người đến vóc dáng trung bình, mặc áo măng tô, giày mũi rộng, mũ lưỡi trai, khăn quàng cổ lông dê, đeo khẩu trang. Bên ngoài hẳn là đang đổ tuyết rất lớn, bởi lúc hắn bước đi, tuyết từ trên người rơi xuống rào rào. Kẻ đó dừng lại trước cửa nhà Lý Á Thanh trong chốc lát, rồi chậm rãi đi vào. Tim Lý Thản đập thình thịch. Mấy năm nay, dù không phải người chuyên nghiệp gì nhưng ông ta cũng đã đọc qua một vài cuốn sách liên quan đến tội phạm học. Điều ấn tượng sâu sắc nhất là
những tên tội phạm có tâm lý biến thái thường quay trở lại hiện trường giết người vào ngày kỷ niệm để ôn lại cảnh tượng và cảm giác khi gây án. Dù không thể chắc chắn nhưng chí ít việc hắn xuất hiện ở đây vào một ngày như hôm nay mang một ý nghĩa rất không bình thường. Lý Thản nín thở, rón rén theo kẻ đó xuống tầng. Thấy rõ dưới mũ kẻ đó lộ ra mái tóc muối tiêu, tuổi tác có vẻ như rất khớp với suy đoán. Thế nhưng sự cảnh giác của kẻ đó cao hơn ông ta nghĩ, đi chưa được mấy con ngõ nhỏ, Lý Thản đã mất dấu hắn. Ông ta hỏi thăm các gia đình trong ngõ, có một ông bác có ấn tượng, nói rằng kẻ đó suốt một đường đều hỏi về vụ án nhà Lý Á Thanh. Nghe giọng thì không phải người bản xứ. Lời này đã thức tỉnh Lý Thản. Hồ Lạc Mã không lớn, chỉ có duy nhất một trạm trung chuyển hành khách, người ngoài đến đây đều phải đi qua đó. Nếu đã mất dấu, vậy chỉ còn nước đến trạm trung chuyển ôm cây đợi thỏ thôi. Lý Thản quay về lấy tiền, mang theo hành lý đơn giản, đến trạm trung chuyển hành khách chầu chực 3 ngày, cuối cùng cũng chờ được hắn. Ông ta theo hắn lên xe, mấy lần muốn nhìn thử khuôn mặt của kẻ đó, vậy nhưng kẻ đó lại cúi thấp đầu dưới vành mũ, từ đầu tới cuối đều không tháo khẩu trang. Trên đường mấy lần xuống trạm đổi xe, may mà vận khí khá tốt, lần nào cũng bám theo được, lần cuối cùng thật sự hoàn toàn mất dấu. Là ở Tiểu Thương Hà gần Ngân Xuyên. Nói đến Tiểu Thương Hà, không thể không đề cập đến sa mạc lớn thứ tư của Trung Quốc, sa mạc Tengger. Sa mạc Tengger nằm giữa dãy Hải Lan và dãy Nhã Bố Lại, độ cao vào khoảng 1.200-1.400m so với mực nước biển. Không giống với những sa mạc khô cằn khác trong tự nhiên mà người ta thường tưởng tượng, rải rác trong sa mạc Tengger là hàng trăm hồ nước nguyên sinh được hình thành từ hàng triệu năm trước. Đại mạc mênh mông hoang vắng, hồ nước lại êm dịu mắt lành, cùng nhau trường tồn, tạo thành một cảnh quan hiếm thấy. Các hộ gia đình cũng theo lẽ tự nhiên mà đánh ngựa vào đó, sống quanh hồ. Tiểu Thương Hà là một thị trấn như vậy, kích thước không lớn, cuộc sống tương đối đơn giản, nhưng không kém phần náo nhiệt, trực giác mách bảo Lý Thản rằng kẻ đó đang ở Tiểu Thương Hà. Ông ta bèn đến một nhà nghỉ trong trấn trọ lại, mỗi ngày đều lượn quanh Tiểu Thương Hà dò xét. Nơi đây trong gió thường lẫn theo cát, khăn choàng đội đầu và khẩu trang là hai món đồ thiết yếu, đàn ông có vóc dáng trung bình thì rất nhiều, kẻ đó vào đây rồi. Quả thật đúng là như một hạt cát rơi vào giữa sa mạc, khiến người ta hết đường xoay sở. Mấy ngày kế tiếp, người vẫn tìm không ra, vậy nhưng đối với phố xá nhà cửa của Tiểu Thương Hà thì lại rõ như lòng bàn tay. Nhà cửa ở đây đều là loại nhà đắp đất mái bằng. Đắp đất một là vì nơi này thiếu tài nguyên đá vôi, chỉ có thể dùng đất cát tại chỗ. Hai là vì bão cát lớn, tường đất dày nặng sẽ phù hợp với việc chắn gió chắn cát. Còn mái bằng là bởi quanh năm không mưa nên tất nhiên cũng không cần làm mái dốc. Chỉ có một căn nhà khác biệt duy nhất, nằm ở khu đất trũng, được xây theo kiểu hợp viện có tường bao, trước đây là nhà của một phú hào, người ở hiện giờ tất nhiên cũng không phải người bình thường. Lý Thản nổi lòng hiếu kỳ, lén nhìn trộm vào, trong sân đang đổ một con xe Hummer H2. Con xe đó, về sau Lý Thản cũng từng gặp qua trên đường một lần, lúc đó không nhìn được người lái xe. Cửa kính ghế sau kéo xuống phân nửa, lộ ra khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi. Cô gái đó hơi nghiêng đầu, mắt đỏ hoe, tự hồ như đang sầu muộn về một nỗi đau buồn nào đó. Nhưng mỗi người trên đời không phải đều có chuyện đau buồn riêng sao? Như mình đây, tóc đã bắt đầu bạc, sự nghiệp thì đứt đoạn, đến nay vẫn vò vỏ, hiện giờ bôn ba ngàn dặm, là vì điều chi? Đêm đó, Lý Thản ngồi trong quán cơm nhỏ ở lề đường đối diện, uống đến say mềm, ầm ĩ đòi vẽ tranh bút mực, rồi bỗng chốc lại ôm mặt khóc hu hu. Gần nửa đêm, chủ quán phải đóng cửa, nửa đẩy nửa kéo tống ông ta ra ngoài. Lý Thản đã say khướt, đi được mấy bước thì trượt ngã, ngồi phịch xuống cái thùng rác để bên đường. Có tiếng bước chân đi qua bên người. Lý Thản lè nhẹ lẩm bẩm, gắng gượng mở mắt. Từ góc độ đó, ông ta nhìn thấy một đôi giày mũi rộng, một bàn tay đeo găng da màu đen. Hơn nữa, trong bàn tay ấy còn cầm một cuốn đẩy câu. Hơi rượu bốc lên. Lý Thản mệt mỏi nhắm mắt lại, lát sau, chợt mở bừng mắt ra. Mấy chai rượu lạnh vào bụng lúc bấy giờ đều hóa hết thành mồ hôi lạnh rỉ ra đầm đìa. Dây câu. Ông ta lảo đảo đứng dậy, chạy đuổi theo phương hướng người nọ vừa rời đi. Nơi này không thể so với thành phố, đêm vừa xuống là lập tức tối om. Lý Thản đứng giữa phố mờ mịt nhìn chung quanh. Sau đó chậm rãi nhẹ chân đi vào một con ngõ nhỏ. Chỉ có một nhà vẫn còn sáng đèn, mùi canh thịt dê tỏa ra qua khe cửa dù tanh tưởi vẫn không thể áp xuống được một thứ mùi nồng nặc khác. Lúc đi ngang qua, Lý Thản khịt mũi ngửi một hơi, lại ngửi thêm hơi nữa. Không đúng, hình như còn cơ mũi máu. Ông ta gắng bình ổn lại nhịp tim đang nhảy loạn, kiễng chân bế lên cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong. Trong nhà đúng là đang nấu canh, cũng là xây bếp đất để nấu. Canh đã sôi, hơi nước đẩy cái vung gỗ kêu lục bục, trong bếp lửa vẫn đang cháy hừng hực. Hắt lên tường thành một cái bóng có hình thù quái gở.
một người đang đứng thẳng bất động, tay giơ cao, tựa như đang định chém xuống gì đó, nhưng loạn chà loạn choạng. Cánh tay nối liền với một sợi dây, đang bị một người khác kéo căng lại cố định. Bóng sợi dây in lên tường, rung rung, như một đường dây chỉ lối. Lý Thản thét lớn một tiếng, đá tung cửa vọt vào. Chuyện sau đó ông ta cũng hối hận, cảm thấy đáng ra mình đã xử lý được ổn thỏa hơn, ví dụ như trước đó nên báo án. Nhưng khi đó, chấp niệm hơn 20 năm trong lòng đã gần ngay trước mắt, máu nóng sọc lên óc, chỉ có thể hành động được vậy. Ông ta đánh nhau với người đàn ông đang chỉnh dây kia, đụng ngã thi thể, vật lộn trong vũng máu. Đánh đổ nồi nước, đập vỡ bát đĩa, lửa trong bếp liếm ra ngoài, cuối cùng ông ta cũng ấn được tên khốn đó xuống mặt đất, một tay bóp cổ hắn, tay còn lại chụp lên miệng hắn. Đúng lúc đó, sau óc chợt bị phang cho một cái, Lý Thản hổn hển thở gấp, ngã ngửa ra đất, trước mắt là khuôn mặt càng lúc càng mơ hồ của một người đàn ông. Lúc tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một đồi cát ở ngoại ô Tiểu Thương Hà, đêm đen đã sâu, xa xa một góc Tiểu Thương Hà, ánh lửa ngút trời. Sau đó ông ta nghe nói, nhà đó bán dê hầm tiêu, nửa đêm nấu canh dê không cẩn thận, để lửa trong bếp cháy lan ra. Khí hậu hanh khô, lửa liền bốc lớn, xích nửa đốt mất nửa con ngõ nhỏ. Lúc dập lửa, người trong nhà đã bị đốt hệt như một khúc gỗ cháy. Vậy nên, kết luận là chết cháy. Trên đời này, chỉ có ông ta và hung thủ biết được trước khi lửa cháy. Trong phòng từng có cảnh tượng người rối dây câu. Ông ta lượn lờ qua lại trước các cửa hàng và quán ăn gần đồn công an do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi. Hỏa hoạn đã hủy đi mọi thứ, ông ta lại không có chứng cứ. Rất có thể sẽ bị tình nghi là hung thủ. Tất nhiên, ông ta cũng có lòng riêng, giả như nếu báo án, giả như bắt được kẻ kia, hắn cũng sẽ chỉ phải chịu tội theo quy phạm pháp luật. Thế chẳng phải là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi ư? Vô số lần, ông ta đã nện mạnh lên đầu mình, nghĩ rằng nếu có thể nhớ được mặt của kẻ đồng lõa thì tốt biết mấy. Vạn Phong Hỏa gợi ý cho ông ta, ông có thể thử đi thôi miên. Thôi miên, nghe cứ như một trò bịp bợm xuất hiện trong mấy bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình của nước ngoài vậy. Trong cuộc sống thường ngày cái thứ này đâu có phổ biến đâu. Cả hồ lạc mã, sợ là ngay cả bác sĩ tâm lý còn chẳng có một ai nói gì đến nhà thôi miên. Thế nhưng, ôm lấy hy vọng biết đâu gặp may, ông ta vẫn đến Bắc Kinh, thấp thỏm bước vào một căn phòng mờ ảo lắp đủ loại thiết bị, không quá phô trương mà lại vẫn xa xỉ, giá sách trong phòng làm việc toàn là sách ngoại văn bìa cứng. Người kia ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, là một nhà thôi miên có chứng chỉ quốc tế GPST, IH, lịch sự nhìn ông ta nói, mời ngồi. Lúc nhận được điện thoại của Mộc Đại, Lý Thản đang ngồi trên bậc thang ở đài phun nước trong quảng trường, nhìn bức chân dung vẽ bằng bút mực. Xung quanh là đủ loại người qua đường, mỗi người một khuôn mặt, mỗi khuôn mặt một đôi mắt. Là đôi mắt nào đang theo dõi ông ta? Lý Thản nói, tôi tỉnh lại trên đồi cát ở ngoại ô Tiểu Thương Hà, chắc là kẻ đó đã vứt tôi ở đấy. Trên người tôi có ví tiền, trong ví có thẻ căn cước. Hắn nhất định là đã sớm nắm rõ thông tin chi tiết về tôi như lòng bàn tay rồi. Nếu như hắn thật sự là nghi phạm, nhất định sẽ rất kiêng dè những người cho đến nay vẫn truy xét việc này. Sầm Xuân Kiều nói dối, nhưng một phần trong đó lại là thật. Có khi nào Sầm Xuân Kiều là một con mồi để câu những con cá là chúng ta không? Mộc Đại, cô phải cẩn thận đấy. Bóng đêm tĩnh lặng khiến lòng người hoảng hốt, Mộc Đại giơ ly rượu lên. Một hơi cạn sạch, trước đây cô nghĩ, muốn tới thì tới đi, rút dao ra so chiêu một phen, xem ai ra tay tàn nhẫn hơn ai. Nhưng một ly này vào bung mà nó chứa 1.3 vạn, nghĩ cô bị thiểu năng chắc. Cái giống quỷ này mà là rượu thật hả? Chương 11. Quán bar sáng sớm thường không có khách, vậy nên bữa sáng của hai dì cháu Hoắc Tử Hồng hôm nào cũng nổi bần bật trên mặt chiếc bàn đặt chính giữa quán. Đó là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật màu cà phê kiểu vintage, bên mép bàn là một lọ sứ dán cao phỏng theo kiểu quân diêu cắm hai cành hoa khô, ở giữa bàn đặt một mô hình đàn dương cầm nhỏ. Cô vũ nữ ba lê duyên dáng đứng trên bàn phím, mũi chân khẽ nhón, tưởng chừng như ngay giây tiếp theo thôi tiếng đàn du dương sẽ tuôn ra dưới mũi chân nàng. Cảnh tượng đẹp đẽ là vậy. Song mỗi tinh mơ đều hết bị nồi cháo lại đến đĩa bánh bao nóng hôi hổi bốc hơi nghi ngút phá đám. Nàng vũ nữ duyên dáng chỉ có thể trợn mắt lên nhìn bánh rán dưa muối, thật tuổi thân hết sức. Hoắc Tử Hồng đêm qua ngủ bị sái cổ, dậy hơi trễ so với mọi ngày. Lúc vừa xoa bóp cổ vừa xuống quán, đã thấy chú Trương múc cháo táo đỏ sẵn ra bát. Mộc Đại ngồi bên bàn, mẹ nheo, chú, cho cháu nhiều táo đỏ hơn chút đi. Hoắc Tử Hồng mỉm cười, thuận miệng hỏi, 1.3 vạn đâu rồi? Mộc Đại làm như không nghe thấy, mọi tinh lực đều tập trung vào mấy quả táo đỏ. Chú Trương quay đầu lại, vẻ mặt quái đản nhìn bà chớp chớp mắt, rồi lại biểu biểu môi nhìn ra bên ngoài. Hoắc Tử Hồng trong lòng biết là có chuyện, ra cửa trước xem.
Mộc Vạn Ba đang quỳ gối ở ngoài cửa đứng tấn, hai tay giơ ra phía trước, trên đỉnh đầu là nửa chai rượu ngoại, dựa trán viết một chữ tôi viết bằng bút dạ đen, nhìn sang bên cạnh, lòng bàn tay cũng có chữ, tay trái là đáng, tay phải là kiếp, hợp lại là tôi đáng kiếp. Vị trí sắp xếp của mấy chữ đó nằm rất giống câu đối xuân dán ngoài cửa vào dịp Tết. Cái trò bêu xấu này, ngoài Mộc Đại ra thì làm gì có người thứ hai nào nghĩ ra được chứ? Hoắc Tử Hồng thở dài, bỏ chai rượu trên đầu hắn xuống, vào ăn sáng đi. Vào quán, Một Vạn Ba đứng bên bàn nấn nấn ná ná, không dám ngồi xuống. Hoắc Tử Hồng cầm thìa quấy cháo, nói, ở đây ai là chủ, lời tôi nói có còn trọng lượng không? Mộc Đại đảo mắt nhìn Một Vạn Ba, dì Hồng của tôi đã cho cậu ngồi thì cậu ngồi xuống đi. Một Vạn Ba giật mình đánh thót một cái, ngồi rụp xuống. Hoắc Tử Hồng mặt lạnh tanh nói, lại xảy ra chuyện gì rồi? Mộc Đại cầm bánh rán gói dưa muối, chăm chú cứ như đang gói tơ vàng chỉ bạc không bằng. Dì, Một Vạn Ba làm việc xấu, con bao che cho hắn, không cáo trạng với dì, nhưng trừng phạt thì không thể miễn. Hoắc Tử Hồng nhìn Một Vạn Ba, làm việc xấu. Một Vạn Ba thẳng thắn thú nhận, phải, bà chủ, là cháu nhất thời hồ đồ. Mộc Đại bên cạnh nói mát, nói nghe cứ như cậu tự thông suốt lại ấy nhỉ. Hoắc Tử Hồng nhịn cười, muốn đâm chọc lại cô. Mộc Đại, kể từ khi Một Vạn Ba vào quán, con với nó không lúc nào không đối đầu, thật đúng là ứng với câu châm ngôn oan gia ngõ hẹp. Một ngày nào đó hai đứa có tay trong tay dùng răng dùng dẻ trước mặt gì, gì cũng chẳng cảm thấy có gì lạ đâu. Mộc Đại nói, con cũng mong chờ đến ngày đó lắm. Ý gì đây? Một Vạn Ba cảnh giác. Mộc Đại gói kỹ dưa muối rồi, một miếng nhai tuốt, thuận miệng đánh sóng mắt sang hắn. Có tin ngày thứ hai xuất giá, tôi sẽ cho cậu mặc áo quan luôn không? Một Vạn Ba khóc không ra nước mắt nhìn Hoắc Tử Hồng, bà chủ. Lòng cháu sớm đã có chủ, cô chủ nhỏ là người ưu tú như vậy, sẽ có người tốt hộn xứng đôi. Cơm nước xong, theo lệ chú Trương dọn dẹp lại vài chỗ vặt bảnh. Một Vạn Ba vào quầy ba chuẩn bị, Hoắc Tử Hồng định đến phố vải vóc tơ lụa xem một chút. Chỗ này là một khu du lịch trọng điểm rất ăn khách, bà muốn mua lại một cửa hàng ở mặt đường, chuyên kinh doanh đồ mỹ nghệ đặc sắc của Vân Nam, đồ nhuộm sáp, nhuộm ghim, sao, là một lựa chọn không tồi. Đang chuẩn bị ra ngoài, chợt thấy Mộc Đại đuổi theo, dì Hồng, con đi với dì. Hoắc Tử Hồng cảm thấy có chút kỳ quái, Mộc Đại trước nay đối với mấy chuyện này chưa từng có hứng thú, có điều. Cùng đi thì cùng đi, bà cũng đang muốn bắt đầu để Mộc Đại quản vài việc kinh doanh. Một đường xuyên phố qua hẻm, người đi đường dần dần đông lên, đủ loại hàng quán ăn vặt trái cây cũng dọc theo hai bên sông mà bày bán. Hoắc Tử Hồng vừa đi vừa xem, Mộc Đại thì luôn theo sát bà không cách quá ba bước, rất cẩn thận quan sát xung quanh. Cô nghĩ, nếu La Nhận thật sự đã đến đây, mục tiêu nhất định chính là dì Hồng, cô chỉ việc theo dì Hồng một tấc không rời là ổn. Còn nếu như La Nhận muốn đối phó với người trong quận mấy ngày nay cũng phải nhắc nhở chú Trương một câu, còn Một Vạn Ba ấy hả, lỡ có về vườn thì về luôn đi, coi như vì dân trừ hại. Trong quán rượu, Một Vạn Ba ngón tay múa như bay, bàn phím vang lên lạch cà lạch cạch. Trong bài đăng mới nhất, bà chủ xâm lâm của hắn đã kín đáo tỏ tình với hắn, mà những người theo dõi topic tất nhiên là cũng sôi trào. Mẹ kiếp, tôi đã sớm đoán được là con mụ này lòng dạ bất chính mà, quả nhiên, chủ thất gắng chịu đựng nhé. Tuyệt đối không thể bị đánh gục được. Tôi thì không nghĩ thế, kiến nghị chủ thất giả vờ bằng lòng, cứ thoải mái tận hưởng đi. Khi nào nắm chặt được trong tay rồi thì đá cho mụ ấy một phát bay lên sao hỏa. Mấy lầu trên não bị nước vào hả, quán của người ta thích nhân viên của người ta. Có gì là quá đáng đâu, sống lưng Một Vạn Ba đột nhiên lạnh toát, tài khoản thiếu nợ trả tiền, đương nhiên vải trưởng kia lại xuất hiện rồi. Tôi rất thắc mắc nhé, chủ thất sao không chịu khó làm việc đi mà ngày nào cũng lên mạng tám nhảm thế. Công việc ở quầy rượu nhàn tản quá hả? La Nhận không ở khách sạn. Anh bao một căn nhà dân thuần phong cách dân tộc nạp Tây kiểu xưa, có ba gian và một tường bao, lọt thẩm giữa một rừng nhà trọ sang sát. Nhờ vậy mà lại càng có vẻ bí mật, vị trí cũng rất đẹp, đẩy cửa sổ hoa bằng gỗ trên tầng 2 ra là có thể nhìn thấy con phố náo nhiệt nhất, thậm chí cũng không cần phải đẩy ra. Đây là cửa sổ hoa bằng gỗ kiểu cũ, hoa văn chạm trổ thành 81 ô trống, chiếu theo cửu cửu tiêu hàng đồ. Các ô trống vốn được dán giấy, hiện giờ đã được thay thành thủy tinh trong suốt. Hơn nữa bên ngoài còn được nhánh cây cành hoa phất phơ che khuất, tạo thành một vị trí tuyệt hảo để nhìn trộm mà không bị lộ. La Nhận đứng trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, trông thấy Mộc Đại mà nổi lên chút hứng thú. Thật ra ban đầu vốn là quan sát Hoắc Tử Hồng, nhưng nhìn tới nhìn lui, ánh mắt không nhịn được mà chuyển lên người Mộc Đại. Nói thế nào nhỉ? Cô cứ sát sàng sạc theo đuôi Hoắc Tử Hồng, lại thường ngó trái ngó phải với vẻ mặt đầy khiêu khích, ý tứ rất rõ ràng,
Cô biết có người đang rình trộm cô nên cũng muốn tỏ ra vẻ cứ thử chọc vào bà đi cho đối phương thấy. Giống như một bạn sói con đang gầm gừ dọa nạt, nhưng mãi vẫn chưa thật sự nhào lên cắn. Cùng lắm chỉ la la nhận không nhịn được sờ lên bả vai mình, cùng lắm cũng chỉ xô một cái đẩy một cái. Hiện giờ, cô cứ như gà mẹ che chở cho Hoắc Tử Hồng, như vậy thì cho rằng anh sẽ không dám hành động nữa ư. Mộc Đại rất tận tụy với cương vị công tác, đi cùng Hoắc Tử Hồng, về cùng Hoắc Tử Hồng. Hoắc Tử Hồng cảm thấy cô rất quái lạ. Mộc Đại, hôm nay sao con lạ thế, nói là đi theo dì, vậy mà đầu óc thì cứ để đâu đâu ấy. Những gì hôm nay dì nói, con có nhớ không thế? Dì Hồng có nói gì với cô à? Thấy vẻ mặt đó của Mộc Đại, dì Hồng cũng biết cô không tập trung, lắc đầu vào quán. Mộc Đại cũng theo vào, vừa thấy cô, chú Trương liền bắt chuyện. Cô chủ nhỏ, có người tặng đồ cho cháu đó. Mộc Đại ngạc nhiên, cháu á? Ừ. Chú Trương chỉ cho cô xem một cái hộp nhỏ để trên chiếc bàn bên cạnh, chuyển phát nhanh. Nhận được quà hẳn là nên vui mừng, có điều những người biết địa chỉ của cô kỳ thực rất ít, ai vậy nhỉ? Sư phụ, Vạn Phong Hỏa, lẽ nào lại là Tảo Nghiêm Hoa? Mộc Đại nửa mừng nửa lo, lấy chìa khóa rạch lớp màn plastic bọc ngoài, vừa mở ra thì mặt biến sắc. Một lát sau cô cầm hộp lên, chừng như muốn phát cáu, chú Trương, cái này mà cũng chuyển phát nhanh được sao? Chú Trương lấy làm khó hiểu, gì thế? Lũ đạn à, đi qua xem thử, ông mới biết lý do, trên hộp đồ kia không dán biên lai chuyển phát nhanh, nói cách khác, chỉ là một hình thức đưa hàng bình thường. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ông được, có đôi lúc vướng chuyện trong quán, thấy có chuyện phát nhanh đến đầu ông cũng lười ngẩng lên, thông thường đều chỉ hất cằm, ừ, để lên bàn đi. Nhân viên chuyển phát cũng rất tận tâm, chú ơi, cháu ký nhận cho chú luôn nhé. Nhanh gọn nhẹ, tiện cho cả hai bên, làm gì có ai rảnh mà kiểm tra hàng giúp cô nữa, chẳng lẽ thật sự là chuyển lựu đạn. Ông ngó vào hộp xem, một lúc sau thò tay lấy ra một túi dâu tây, quả dâu tròn trịa đỏ thẫm. Căng mọng chắc mẩy, thành thật mà nói, chuyến chuyển phát nhanh này đúng là rất tốc độ, bọt nước trên quả dâu vẫn còn đồng nguyên. Chú Trương nói, cái này không tốt à, dưỡng da làm đẹp. Con gái không phải đều thích ăn dâu sao? Một vạn ba nghển cổ hóng hớt bên này, nặc danh tặng dâu hả? Cô chủ nhỏ, có người theo đuổi cô sao? Hắn phê bình, có điều người này cũng quá thực dụng rồi, chí ít cũng nên đưa một bó hoa tới chứ. Thế này không được, cô chủ nhỏ. Cái kiểu người lúc đầu tặng dâu thế này, đến lúc hẹn hò rồi, cô sẽ chỉ nhận được hành tây thôi. Sau DOMOC Đại bỗng nhiên nổi nóng, xách túi dâu lên, ném thẳng vào thùng rác dưới gầm bàn, sau đó xoay người bỏ đi. Chú Trương và một vạn ba không nhúc nhích. Hồi lâu sau, ánh mắt một vạn ba không thể rời khỏi túi dâu. Hắn giọng, chú xem, cô chủ nhỏ nhà chúng ta thế này cũng thật la lăng phí quá. Đúng vậy. Giọng chú Trương cũng rất chi là phải đạo, loại này cơ phải là dâu sữa không ấy nhỉ, hơn 20 tệ một cân thì phải. Ánh mắt hai người đổ dồn về phía túi dâu, hiếm khi nào nhất trí đến thế. Má nói chứ, đồ chùa thì ngu gì mà không ăn. Buổi tối, Mộc Đại canh lúc rảnh, nói với Hoắc Tử Hồng đôi chút về chuyện mình đang lo lắng. Hoắc Tử Hồng vừa bực mình vừa buồn cười, cả ngày nay con cứ thần hồn nát thần tính, chính là vì chuyện này hả? Mộc Đại nóng nảy, nếu không phải là không có chứng cứ xác thực, con đã đi báo cảnh sát rồi. Dì Hồng, kẻ đó là đồng bọn của hung thủ, nguy hiểm lắm đấy. Hoắc Tử Hồng bật cười, liên quan gì đến dì chứ? Dì cũng chỉ hỏi thăm đôi chút chuyện năm đó, giáo sư Lý là thầy của dì, học sinh hỏi thăm thầy giáo thì vấn đề gì đâu. Mộc Đại chợt nhớ tới bức ảnh chụp trong ví tiền của Lý Thản, câu dì thật sự chỉ là học sinh của ông ấy thôi sao? Đã vọt tới cửa miệng, lại nuốt xuống. Hoắc Tử Hồng lắc đầu thở dài, dì cũng chẳng biết mấy đứa đang làm gì nữa, thôi miên vẽ tranh gì đó, dì nghe không hiểu. Nếu thật có kẻ xấu dì cũng không sợ, trên đời không phải là còn có luật pháp sao? Chuyện này với luật pháp thì quan hệ quái gì tới nhau chứ, dì Hồng thật khiến cô tức chết đi được. Mộc Đại quyết định tự dựa vào bản thân. Ai muốn động vào dì Hồng, động đến mái nhà này của cô cũng tuyệt đối không cho phép. Ban ngày mặc kệ Hoắc Tử Hồng thấy phiền phức ra sao, cô vẫn khăng khăng một mực đi theo. Buổi tối hoặc là không ngủ, hoặc là ngủ rất thính. Người luyện võ, trong đầu luôn có một sợi dây thần kinh để nhắc nhở, do đó dù chỉ là một âm thanh vô cùng nhẹ, cũng có thể khiến người đó nhanh chóng tỉnh lại. Có điều, người cũng không phải làm bằng sắt. Mấy ngày kế tiếp, mặt cô đã lộ vẻ mệt mỏi, dưới mắt là quầng thâm đen xì. Một vạn ba thậm thục hỏi cô chủ nhỏ, buổi tối cô đi làm trộm đấy à? Trộm? Nói đến trộm, Mộc Đại chợt nhớ đến Tào Nghiêm Hoa. Bình thường, gã rất chăm chỉ nhắn WeChat, gửi ảnh hoặc là ở Bia Giải Phóng,
hoặc ở trạm cáp treo kèm theo một dòng: hôm nay tâm trạng tốt, chắc là do làm ăn thuận lợi. Địa điểm phạm tội của gã thông thường đều là ở những nơi trong hình, có điều hai ngày nay lại im ắng khác thường. Một đại nhắn WeChat hỏi gã gần đây ra sao, cũng chỉ như đá chìm đáy biển. Hơn 12 giờ đêm, Mộc Đại theo lệ khoác áo xuống tầng, lần lượt kiểm tra cửa sổ, tự tay đẩy đẩy. Cơn buồn ngủ tự dưng dâng lên, bèn che miệng ngáp một cái, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cửa kính, trong mắt chằng chịt tơ máu, đỏ quạch chẳng khác gì mắt thỏ. Đột nhiên cảm thấy cực kỳ căm tức, muốn tới thì tới đây đi. Động thủ cô không sợ, sợ nhất chính là cứ dây dưa thế này, khiến người ta mất hết cả tinh thần. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, hóa ra chính là như vậy. Di động trong túi áo chợt reo lên, lấy ra nhìn là một dãy số lạ. Mộc Đại thuận tay nhận cuộc gọi, alo. Đầu kia không lên tiếng, Mộc Đại đợi 2 giây, trong lòng chợt ngộ ra điều gì, alo. Quả nhiên sau một hồi yên lặng, trong ống nghe truyền đến tiếng la nhận cười khẽ. Da đầu Mộc Đại căng lên như muốn nổ tung, trong vô thức lao tới cửa kính sát đất ở mặt trước của quán. Con đường, dòng kênh, cỏ hạnh, biển hiệu xuyên đêm, trong bóng tối dường như hoàn toàn không có ai, lại dường như nơi nào cũng có người. Anh nói, muộn thế này rồi tôi không tới đâu, ngủ sớm chút đi, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, chúng ta mai gặp.